Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú sôi nổi, qua đó giúp đoàn viên thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức đoàn, góp phần giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng, tạo động lực để thế hệ trẻ phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong tham gia xây dựng và phát triển quê hương. Sau đây là tổng hợp của chúng tôi về những hoạt động này. Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn, các thế hệ đoàn viên thanh niên thành phố Yên Bái đã tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong năm 2020, các đoàn viên thanh niên thành phố đã thực hiện 127 công trình phần việc thanh niên với trị giá trên 1 tỷ đồng. Đã có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, hoạt động văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Dịp này, Thành đoàn Yên Bái đã ra mắt cổng thông tin điện tử và phần mềm quản lý đoàn viên thanh niên tại các cơ sở đoàn trực thuộc, tuyên dương 10 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021, đồng thời trao giải cuộc thi Đoàn trong trái tim tôi. Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những năm qua, các thế hệ đoàn viên thanh niên Văn Yên đã năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Mỗi năm có hàng trăm công trình phần việc thanh niên được triển khai thực hiện. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động của 19 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, 47 tổ hợp tác, 17 hợp tác xã thanh niên, 15 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Đoàn viên thanh niên các xã thị trấn đã góp hơn 7.500 ngày công tu sửa, nâng cấp trên 82 km đường giao thông nông thôn, gần 59 km thắp sáng đường quê, 48 km tuyến đường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp, xây dựng mới 845 công trình nhà nhân ái, nhà bán trú sân nuôi, bếp ăn cho học sinh. Đặc biệt, trong 2 năm 2018-2019, huyện đoàn đã tổ chức 32 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đưa Văn Yên trở thành điểm sáng trong phong trào khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái. Các chương trình tình nguyện mùa đông, xuân, tình nguyện hè được các cấp bộ đoàn tổ chức sôi nổi hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng như đóng góp ngày công lao động, khuyến góp xã hội hóa và vận động các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động thiện nguyện mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn huyện Văn Yên. Những năm qua, tuổi trẻ Trấn Yên luôn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trên các lĩnh vực với nhiều công trình thanh niên mang ý nghĩa xã hội sâu sắc như chùm công trình 8 nhà nhân ái trị giá trên 350 triệu đồng cho các hộ gia đình đoàn viên thanh niên, gia đình thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Công trình tuyến đường thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 20 km, 8 sân chơi cho thiếu nhi trị giá gần 100 triệu đồng. Cùng với đó, các đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội. Đến nay đã có trên 70 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương.